đêm nay vắng tanh, rạt rào hạt mưa rớt nhanh, lạnh lùng mưa xuyên áo tơ, mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh, lầy lội qua muôn lối quanh, ngập ghềnh đường đê tối tăm, ngập ngừng rừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ giấc buồn ngồi. Êm êm tiếng ngất ngân nga, ôi lời mẹ hiền du thiết tha, không gian tiếng ngất bao la như tâm sáng này, về quá xa. Mưa ơi có thứ cho ta lòng lạnh lùng giữa đêm trưa, đời gì chẳng tình thương thôi ơi, thương cho kiếp tham vương cần người cho gió xưa. Đôi khi muốn yêu ai nhưng ngại ngùng đành lãng quên, đêm nay giấy trắng tâm tư về người chốn miệt mài, đời nghèo lắm nào dám mơ tình thương. Vâng, là mình về khách sạn khoảng 3 giờ hả? Dạ đúng rồi, mình về sớm cho cô chú. Và một ngày mai là mấy giờ mình đi ăn? Dạ tối con mới đặt cơm khách sạn này luôn. Ở cái đó luôn? Dạ. Ăn mấy giờ? Dạ đi cô chú ăn được hết á. Dạ 4 giờ đi cô chú mang, bây giờ con bán nhà hàng. Ăn sớm thì tối cô chú đi đâu đi? Dạ. Em bún dưới cô chú ăn cũng được. Chú à, vợ chồng rất là trẻ, nhưng mà chắc là trẻ chưa nghe giọng mình hot lắm, chắc cũng trẻ thôi. Đi đoàn nghèo. Dạ, trên này hai vợ chồng đang có sáng đẹp trẻ nhất. Hai vợ chồng nữa. Thương cho kiếp tha phương thân gầy gò người chưa có xưa. Tôi khi muốn yeah, they-
lời nguyện hy sinh anh không có riêng người ơi. Biết bao giờ thôi tôi cảm ơn tình tôi bên đầy với khi ta bài ca sống những tiếng ngâm chắc mơ hoang mang cũng là cái này là khi đi lặng lẽ dài hai cái số mà dài lúc kia luôn. Dạ em mời hai xe, dạ hai xe mình một đoạn á, hai xe một đoạn á, hai đoạn anh Nam. Dạ dạ. Rồi em mời các anh chị mình đứng gần lại đây, em sẽ giới thiệu quy trình nuôi cấy ngọc trai. Rồi em mời ba chị, em mời chị. Dạ giới thiệu với hai đoạn công ty mình liên danh với Nhật Bản và nuôi cấy ngọc trai đây gần 20 năm. Ở đây mình nuôi trai là nuôi ở biển cách bờ biển khoảng 200 mét. Các anh chị mình nhìn ra ngoài biển mình thấy những dĩ phao, nếu những dĩ phao mình chơi những cái lồng nuôi trai thế này, độ sâu nó biển khoảng 6 mét nước và nhiệt độ C của nước là 31 độ C. Ở đây công ty giới thiệu với anh chị, công ty mình có 3 loài giống trai. Đây là loài giống trai đen thì nó sẽ tạo ra một viên ngọc màu đen, còn đây là loài giống trai thì Nhật Bản nó phao loại trai Maxima, đường kính con trai này nó có từ 15 tới 45 cm, mình nuôi từ 6 năm 7 năm thì nó sẽ cho ra viên ngọc tương tự giống cái cỏ em đang đen như thế này. Dạ. Còn đây là loài giống trai chuẩn bị mình mỗi loài giống trai Akoya mình nuôi thấy được 3 năm. Thì bước đầu tiên để có được viên ngọc trai mình đem làm trang sức như thế này, thì đầu tiên con người mình nó kéo cái phân tròn nó vào trong túi quần trứng con trai, thì bắt buộc cơ thể con trai nó phản xạ, nó tiết chất nhờn, nó ôm lấy cái phôi này dần 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 sau 3 năm thì con trai nó mới tạo thành một viên ngọc. Và mỗi ngày công nhân cấy từ 500 con tới 700 con trong một ngày, nhưng mà tỷ lệ trai nó cho ra ngọc từ 50 tới 60% bên chị. Trong 50-60% là trai nó cho ra ngọc đẹp á, thì từ 10-20% là trai nó cho ra ngọc đẹp. Rồi bây giờ một nhân viên nữ sẽ lấy một con trai mình kết thúc một đời con trai nuôi 3 năm cho chị mình xem. Dạ cái giống trai này nó nhỏ như này thôi anh, nó không còn lớn nữa ha. Dạ. Chứ dù mình có nuôi 3 năm, 4 năm, 5 năm đi nữa nó cũng là lớn rồi. Thấy được viên ngọc đâu, mình mới gặp ngay cái buồng trứng con trai thì có ngọc hay không. Đó, mình gặp ngay cái buồng trứng đó anh chị. Rồi, con trai nó cho ra viên ngọc hình dạng quá xấu rồi. Dạ. Dạ, cái màu sắc của nó bị lem lem rất là nhiều. Dạ, tỷ lệ mình trai mình thu hoạch ngọc như thế này rất là nhiều. Em sẽ kết thúc cuộc đời con trai thứ hai cho hai đoàn mình xem với hai con trai là bỏ nó có hai viên khác nhau không. Viên đầu tiên nó không đẹp mà chị, mình đổi nó ra mình làm mỹ phẩm. Viên ngọc này nó không có đẹp chị. Thứ nhất là nó ra một màu bên đây đẹp, một bên sau này nó rất là xấu. Cho nên mà thu hoạch ngọc như thế này rất là nhiều. Dạ. Em sẽ mổ một con thứ hai để cho chị mình dò mình xem. Dạ, ngọc trai đặc biệt mình không mài dũa, mình không đánh gặp cái buồng trứng là ngay đây nè, buồng trứng nè cưng, đó là buồng trứng, đó là buồng trứng đó, mình gặp ngay cái buồng trứng đó. Wow, cái ngọc này màu xanh pha, để người ta chụp hình nữa nè. Để rửa đây để cho cái sạch lên, để cái sạch để lên đây cho chị mình quay phim và chụp hình. Và đặc biệt có Phú Quốc mình chỉ có duy nhất một nông trại nuôi cấy ngọc trai ngọc hiền. Đó, viên ngọc đó, viên ngọc thứ nhất là nó đẹp.